Tiếp theo là một ghi nhận đáng chú ý cũng tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, báo Tiền Phong vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo và hai bên đi đến thống nhất chủ trương tổ chức giải vô địch marathon quốc gia lần thứ 63 năm 2022 tại Côn Đảo. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là giải đấu có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của điền kinh cả nước. Trong những năm gần đây, từ một giải thể thao thành tích cao, giải đã trở thành một sự kiện văn hóa thể thao du lịch lớn tại những địa phương đăng cai tổ chức. Sau khi khảo sát tại Côn Đảo, báo Tiền Phong dự định tổ chức giải đấu ở cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Dự kiến giải sẽ quy tụ trên 3.000 vận động viên tham gia. Ông Nguyễn Anh Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, đánh giá cao việc báo Tiền Phong khảo sát và lựa chọn Côn Đảo là địa điểm tổ chức giải vô địch marathon quốc gia lần thứ 63 năm 2022. Đồng thời đề nghị báo Tiền Phong sớm hoàn thiện kế hoạch và kịch bản chi tiết của giải đấu để huyện có cơ sở xin chủ trương của tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ tổ chức giải đấu thành công.